mỗi ngày nhận cả 100 cuộc gọi quấy rối từ nhóm thu hồi nợ, có những cuộc gọi vào lúc 1-2 giờ sáng. Nhiều nạn nhân bị khủng hoảng. Giải pháp nào cho vấn đề này? Đẩy mạnh bán hàng qua sàn thương mại điện tử giúp mở ra nhiều cơ hội để nông sản vươn xa hơn ra thị trường. Chỉ từ vỏ cây tràm và bẻ chuối khô, một họa sĩ tại Kiên Giang đã biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật sống động có 1 không 2. Và người sẽ đồng hành cùng tôi cung cấp những tin tức đến quý khán giả là chị Mỹ Ngọc. Mở đầu bản tin hôm nay là một câu chuyện tiến bộ y học và đầy tính nhân văn. Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Việt Đức vừa phối hợp hoàn thành phẫu thuật ghép tạng của một bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho nhiều bệnh nhân khác. Trong đó, các y bác sĩ đã thực hiện một ca ghép tim phức tạp thành công cho một bệnh nhân ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiến tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện hỗ trợ các kỹ thuật an toàn nhất để đảm bảo thời gian an toàn cho quả tim của người hiến được tiếp nhận trong tình trạng khỏe mạnh. Ngày 24 tháng 2 năm 2023, mẹ của một bệnh nhân ngủ ở An Giang đã quyết định hiến tặng các tạng còn chức năng hoạt động của con mình để cứu sống những bệnh nhân khác. Khi biết con không thể cứu chữa, Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo Trung tâm Điều phối Quốc gia tiếp nhận hiến tạng đa mô tạng của trường hợp hiến chết não này. Do trong danh sách chờ tại Bệnh viện Chợ Rẫy không có người chờ ghép tim nhóm máu B, Trung tâm Điều phối Quốc gia đã điều phối tim đến Bệnh viện Việt Đức. Còn Chợ Rẫy sẽ tiếp nhận 2 thận, 2 giác mạc và da của người hiến. Sau khi đánh giá tình hình, ekip ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định hiến tặng nhận tạng sớm cho 1 giờ để kịp vận chuyển trái tim trên chuyến bay sớm nhất từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ngày 26 tháng 2, ekip hiến ghép tạng của 2 bệnh viện đã kịp thời đưa quả tim rời Bệnh viện Chợ Rẫy ra Hà Nội, ghép 2 quả thận và 2 giác mạc cùng da của người hiến cho các bệnh nhân. Hiện sức khỏe các bệnh nhân sau khi ghép đã ổn định. Trong ngày đặc biệt 27 tháng 2 hôm nay, chúng tôi muốn kể về sự đóng góp của đội ngũ thầy thuốc người Khmer, những ngày ngày lặng thầm đóng góp công sức phát triển nền y học đồng bằng sông Cửu Long. Trong số họ, ai cũng nuôi dưỡng ước mơ từ thuở nhỏ là được chăm sóc sức khỏe cho người dân quê mình. Với bác sĩ Kim Hoài Phương ở Bệnh viện tỉnh Sóc Trăng, còn là sự thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của những bệnh nhân ung thư. 15 năm gắn bó với chuyên khoa ung bướu, anh vẫn luôn trăn trở về cách giảm số bệnh nhân phát hiện muộn. Hành trình chạm được đến ước mơ trở thành bác sĩ của Kim Hoài Phương không hề dễ dàng, thuận lợi. Anh đã nung nấu theo ngành y từ thuở học ở trường dân tộc nội trú. Đặc biệt, chứng kiến nhiều bà con có bệnh nhưng không có điều kiện lên tuyến trên, khiến bác sĩ Phương càng thêm quyết tâm tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để làm việc tại quê hương. Cái triệu chứng đau ung thư đặc biệt nhất là đau trong cái ung thư giai đoạn cuối. Thì cái đau đó không phải riêng về đau cho cái bệnh nhân đâu. Vẫn đau cho bác sĩ, vẫn đau đớn và cả gia đình và cả xã hội mình có cái nhiệm vụ so dịu những cái nỗi đau đó. 15 năm theo chuyên ngành ung bướu cũng là 15 năm bác sĩ Phương dành trọn tâm huyết để tìm tòi, sáng tạo để người bệnh được điều trị hiệu quả hơn, đỡ đau hơn, hồi phục nhanh hơn và quan trọng là giúp bệnh nhân có tinh thần tốt, lạc quan. Tôi được kể bệnh, nói chuyện với bác sĩ bằng tiếng đồng bào thấy dễ hơn, thoải mái lắm. Nhiều bà con cứ lo ung bướu không chữa được, nhưng tôi vẫn vào bệnh viện. Giờ cũng phấn khởi vì bác sĩ bảo đỡ rồi. Tôi sắp mổ bướu cường giáp, cảm thấy cũng hơi hồi hộp. Nhưng có bác sĩ Phương giỏi, mổ cũng an tâm. Là một trong những người góp phần tạo dựng nên khoa ung bướu của Bệnh viện tỉnh Sóc Trăng, bác sĩ Phương đã phẫu thuật, điều trị rất nhiều ca khó. Bác sĩ Kim Hoài Phương là một bác sĩ rất có tâm trong công việc. Chúng tôi luôn có một cái niềm tự hào mang những cái kiến thức về phục vụ chăm sóc cho bà con khu sóc ngày càng tốt hơn. Phẫu thuật khó, đặc biệt những ung thư buồng trứng, ung thư như vậy không phải lúc nào mình mổ là cũng thành công. Nhằm khi nó còn biến chứng xì dò rất đủ thứ kiểu, mà mỗi lần mà có tai biến trong phẫu thuật là ăn ngủ không yên. Mà khi mà thành công thì anh em rất là vui, rất là phấn khởi. Mỗi ngày, bác sĩ Phương cùng đồng nghiệp lại tiếp tục nỗ lực, trao cho thế hệ tiếp bước kinh nghiệm, trao cho bệnh nhân niềm tin, hy vọng sống. Cập nhật thông tin về ca tử vong do cúm AH5N1 hôm 22 tháng 2 tại tỉnh Raven, Campuchia mà chúng tôi đã đưa trong các bản tin miền Tây hôm nay trước.
Toàn bộ 29 người tiếp xúc với bé gái 11 tuổi đã qua đời đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là thông báo được Bộ Y tế Campuchia đưa ra. Theo Bộ Y tế Campuchia, cha của bé gái tử vong cũng đã âm tính với virus cúm AH5N1. Đội ứng phó khẩn cấp của Bộ Y tế Campuchia đã tiếp tục giám sát tỉnh Rayven cũng như các tỉnh khác nhằm đảm bảo dịch bệnh không lây lan. Ngoài ra, giới chức Campuchia sẽ tiếp tục tuyên truyền trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin, kiến thức về cúm gia cầm. Ca mắc cúm gia cầm H5N1 đầu tiên được Bộ Y tế Campuchia công bố hôm 22 tháng 2 khi một bé gái 11 tuổi ở làng Rorian thuộc tỉnh Rayven tử vong vì virus. Đây là ca tử vong đầu tiên ở Campuchia do virus H5N1 trong vòng 10 năm trở lại đây. Liên quan đến việc này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn yêu cầu tăng cường các hoạt động giám sát dịch cúm AH5N1 nhằm ngăn chặn dịch bùng phát lây lan. Yêu cầu Sở Y tế giám sát phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế, đặc biệt chú ý các trường hợp có tiền sử dịch tễ đi đến và ở từ vùng có dịch, kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây bệnh, tăng cường giám sát chặt người nhập cảnh đi đến và ở từ vùng có dịch cúm A và phối hợp cùng các bộ phận kiểm dịch động vật trong giám sát gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu. Hiện cả nước có 2 ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Gần 500 triệu gia cầm trên cả nước vẫn an toàn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có công điện khẩn gửi các địa phương yêu cầu thực hiện ngay việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm trái phép vào Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Nam. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Tăng tổng mức đầu tư, thậm chí có dự án tăng lên tới 1.000 tỷ đồng so với dự toán ban đầu. Đây là thực trạng ở nhiều dự án đang được triển khai thi công ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phần lớn khoản bổ sung vốn này đều dành cho công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ với chiều dài hơn 19 km. Theo dự toán ban đầu, dự án có tổng nguồn vốn 3.800 tỷ đồng. Nhưng đến thời điểm thi công, chủ đầu tư phải điều chỉnh thêm khoảng 1.200 tỷ đồng. Phần lớn khoản kinh phí này là do chi phí giải phóng mặt bằng tăng. Từ lúc mà lập dự án cho đến mà được triển khai thì nó mất thời gian khoảng gần 2 năm. Thì cái giá đất từ lúc lập dự án cho đến triển khai thực tế thì khi đơn vị mà thẩm định giá thì nó sẽ giá theo cái giá thị trường sẽ làm thay đổi cái chi phí. Sáu gói thi công, nhưng hiện nay dự án cầu Rạch Miễu 2 mới chỉ tổ chức thi công được 2 gói, một gói cầm chừng và 3 gói chưa triển khai. Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án đang phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng. Phát sinh này thì cũng do cái biến động của trong cái quá trình mà lập dự án đến cái giai đoạn mà triển khai thực hiện. Ví dụ như là có một số cái vị trí đất ấy, thì nó có cái hệ số điều chỉnh giá tăng lên từ khoảng 6 đến 20 lần. Hiện tại bây giờ thì không thể thi công được. Lý do là cái mặt bằng được bàn giao theo hình dạng da beo từng đoạn từng đoạn. Tính đến thời điểm này, chi phí giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Rạch Miễu 2 phía Tiền Giang tăng thêm hơn 800 tỷ đồng và phía Bến Tre tăng khoảng 350 tỷ đồng. Tính toán của cái khung chính sách trước đây á, thì nó chưa có sát với tình hình thực tế của địa phương, cho nên thì qua cái kiểm đếm kê biên đo đạc và xác định là chính xác thì hiện nay mình có tăng lên dẫn đến là cái chi phí là bồi thường hỗ trợ định cư nó có tăng so với cái khung chính sách được phê duyệt. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang cũng cam kết sẽ ban giao mặt bằng sạch cho dự án cầu Rạch Miễu 2 trong quý 3 năm nay nếu được bố trí đủ nguồn vốn. Nhưng theo các nhà phân tích, tình trạng tăng tổng mức đầu tư rất có thể xảy ra ở nhiều dự án khác nếu tiếp tục theo quy trình lập dự án và sau khoảng 2 năm mới giải phóng mặt bằng để triển khai. Cũng theo các nhà phân tích, nếu không tách công tác giải phóng mặt bằng ra một dự án riêng biệt hoặc tiến hành đồng thời với công tác công bố dự án, thì chắc chắn vẫn sẽ có nhiều dự án giao thông khác tiếp tục bổ sung tổng mức đầu tư với lý do chi phí giải phóng mặt bằng tăng so với dự toán ban đầu. Cầu Gáo Dòng thuộc huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp được đầu tư tiền tỷ, nhưng thi công đến nay đã 6 năm vẫn chưa hoàn thành. Điều này đã gây khó khăn cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân địa phương. Phóng viên Diệp Phong thông tin chi tiết từ hiện trường. Cầu thi công xong phần thân chính, nhưng nằm yên đó, đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy phần mố và đường dẫn sẽ sớm được tiếp tục thi công.
Cầu Gáo Dòng bắc qua kênh Bảy Thước thuộc xã Gáo Dòng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được khởi công từ năm 2017. Sau khi thi công xong phần thân chính, đơn vị thi công đã đưa máy móc phương tiện rời khỏi hiện trường. Cầu mới thi công dang dở, người dân địa phương, khách du lịch phải đi trên cầu cũ nhỏ hẹp xuống cấp khi đến tham quan khu du lịch Gáo Dòng. Cầu Gáo Dòng nằm trong dự án hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Toàn tuyến có chiều dài hơn 33 km với khoảng 30 cầu bê tông đã hoàn thành đưa vào hoạt động từ giữa năm 2022. Riêng cầu Gáo Dòng vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường hơn 1.000 tỷ đồng đã được thi công xong nhưng chưa đấu nối được vào cầu Gáo Dòng. Điều này không chỉ gây lãng phí mà về lâu dài còn ảnh hưởng đến việc quy hoạch hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc BNG trụ sở ở phường 8 thành phố Vĩnh Long do xây dựng khu nhà ở đô thị trên đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản ở đường Nguyễn Huệ, phường 2 thành phố Vĩnh Long. Sai phạm của chủ đầu tư dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nêu rõ là công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc BNG đã tự ý sử dụng không đúng mục đích sử dụng hơn 4.200 m2 đất nông nghiệp. Ngoài ra, công ty này còn tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ một cá nhân để thực hiện dự án chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận. Trước đó không lâu, chính công ty này cũng đã bị xử phạt do làm dự án khi chưa được chấp thuận của chủ đầu tư. Tổng hai lần xử phạt là hơn 300 triệu đồng. Tiếp tục thông tin về sự cố đuối nước thương tâm tại Cà Mau mà chúng tôi đã đưa trong bản tin trưa nay. Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước cho biết đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai cháu bé. Vào tối ngày hôm qua, hai bé cùng sinh năm 2018 ngụ thị trấn Cái Nước đi chơi gần khu vực kênh sáng Cái Nước. Đến tối không thấy hai bé về nên gia đình đi tìm kiếm. Nghi ngờ hai cháu bé té xuống kênh nên lực lượng chức năng và người dân tổ chức mò tìm. Thi thể hai cháu bé lần lượt đã được tìm thấy và đưa lên bờ bàn giao cho gia đình. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về phòng ngừa đuối nước cho trẻ em. Dây nhanh gọn, không cần tài sản đảm bảo, giải ngân trong ngày. Đó là những lời mời mọc mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trên mạng xã hội hoặc ở những tờ rơi bên lề đường. Tuy nhiên, ai có dây rồi thì mới biết rất nhiều hệ lụy từ việc dây tiền dễ giải thế này. Đúng là như vậy. Không chỉ bản thân người dây tiền mà cả người thân, thậm chí là những người họ hàng xa cũng bị phiền hà vì những cuộc gọi đòi nợ lúc nửa đêm mà mình không phải là người dây nợ. Mỗi ngày nhận cả trăm cuộc gọi từ nhóm thu hồi nợ. Có những cuộc gọi vào 1-2 giờ sáng, xuất hiện các bình luận đòi nợ ngay trên trang Facebook cá nhân và cả những người quen. Đó là những rắc rối mà người đàn ông này đang gặp phải. Mọi vấn đề phát sinh chỉ vì nhưng trốn nợ. Khiến tôi rất bực bội, bởi vì họ sử dụng những lời lẽ xúc phạm, đe dọa, khủng bố tôi. Ngoài ra, người thân, bạn bè và đồng nghiệp của tôi cũng bị họ làm phiền. Từ đầu năm 2022 đến nay, thì phòng an ninh mạng đã tiếp nhận nhiều việc có liên quan đến việc là các đối tượng tự xưng là nhân viên của công ty tài chính và để quấy rối, đe dọa sử dụng hình ảnh đăng lên trên Facebook, Zalo để gây sức ép đòi nợ, yêu cầu phải có trách nhiệm là phải trả cái khoản vay này. Thậm chí là những người này không biết là những người vay này là ai ở đâu. Dây tiền trực tuyến từ một ứng dụng cho vay tín chấp. Bên cho vay không yêu cầu tài sản đảm bảo. Để được vay tiền, app yêu cầu truy cập vào danh bạ để tham chiếu. Bên vay phải cung cấp hình ảnh chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu, số điện thoại của người cùng hộ khẩu. Vì thế, khi bên vay có dấu hiệu trốn nợ, đơn vị cho vay sẽ gọi điện tấn công quấy rối, đe dọa những người có liên quan với bên vay để thu hồi nợ. Đối với những cái trường hợp mà vay tiền online qua mạng á, thì chúng ta tuyệt đối là chúng ta không nên vay tiền qua mạng. Khuyến cáo với người dân là nên vay tiền đối với các tổ chức tín dụng mà hiện nay trên địa bàn của tỉnh Đồng Tháp đang triển khai thực hiện. Pháp luật Việt Nam quy định hành vi điện thoại, nhắn tin đến các tổ chức cá nhân không có liên quan để khủng bố, đòi nợ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Đồng thời có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, tội làm nhục người khác và tội vu khống. Chắc hẳn nhiều quý khán giả đang xem chương trình cũng rất đồng cảm với những phiền toái của nhân vật mà chúng tôi đề cập ở phần đầu phóng sự. Không chỉ dây tiền qua các ứng dụng dây nóng ở bên ngoài, mà cả những người dây tiền từ một số ngân hàng cũng bị đòi nợ một cách thiếu văn minh. Mới đây thì Công an tỉnh Tiền Giang đã nhận được đơn trình báo của một hiệu trưởng một trường học trên địa bàn. Giáo viên và hiệu trưởng liên tục bị quấy rối dù những người này chưa từng dây tiền từ ngân hàng hay là bất kỳ một tổ chức, công ty tài chính nào. Công an Tiền Giang nhận được một cái tin báo của một cái đồng chí hiệu trưởng ở một trường tiểu học
Phan Văn Kiêu ở phường 1 thị xã Cai Lậy tỉnh Hà Giang tố cáo là có một nhóm đối tượng gọi điện đe dọa cô giáo hiệu trưởng, cô hiệu trưởng nhà trường và cô giáo chủ nhiệm của một cái học sinh, của cháu học sinh là thân nhân của một cái người có nợ. Đối tượng đe dọa rằng nếu như mà cô giáo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm không yêu cầu cái thân nhân của cháu học sinh này mang tiền trả thì sẽ đe dọa, sẽ cho đặt mang bình ga đến và cho nổ tung trường, cũng như là sẽ đe dọa đến cái tính mạng của cô giáo chủ nhiệm lớp và cũng như hiệu trưởng của trường. Học sinh có thân nhân vay tiền ngân hàng, công ty tài chính, các thầy cô chẳng liên quan gì cũng bị lôi vào cuộc, thậm chí là bị đe dọa. Trước đó, các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Cái Nước tỉnh Cà Mau cũng lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì bị đòi nợ trên mạng xã hội. Điều đáng nói là ở bệnh viện không có bất kỳ người nào có nợ xấu với ngân hàng hay tín dụng đen. Một số ngân hàng mà chúng tôi liên hệ cũng khẳng định là không bao giờ đối xử với khách hàng của mình một cách bất lịch sự như thế. Vậy thì, những cuộc đòi nợ bất lịch sự, thậm chí là quấy rối, bắt nguồn từ đâu? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Cuộc đột kích bất ngờ của Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang mới đây. Nhiều thiết bị tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản đã bị thu giữ. Gắn mác tư vấn luật, nhưng công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh lại tổ chức đòi nợ thuê cho một số công ty tài chính, ngân hàng dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý. Đây là một tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật để thực hiện cái hoạt động đòi nợ thuê bằng các hành vi đe dọa khủng bố đối với cái người đang còn nợ ngân hàng, tức là nợ xấu đấy, cái nhóm nợ xấu là yêu cầu là phải trả tiền, tức là bằng hình cưỡng đoạt tài sản. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt thành lập vào tháng 4 năm 2020. Giám đốc chỉ mang tính pháp nhân, còn quyền điều hành thuộc về Trần Giang Châu và Hồ Quốc Hùng cùng ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận được hợp đồng, khoảng 200 nhân viên của công ty này sẽ gọi điện thoại khủng bố, thậm chí mang bình ga, quan tài đến nhà đòi nợ. Nạn nhân có trên 1.000 người ở khắp cả nước. Tụi em thu được trên 100 triệu á, thì tụi em sẽ được lãnh là mức dưới là 9%. Dạ, còn nếu hơn mức đó thì em sẽ được lãnh là trên 1%. Tụi em sẽ dùng những cái lời kiểu như là cho người ta biết mức độ, nếu người ta không trả tiền thì khách hàng sẽ bị cái gì đó, thì sẽ bị mất công việc hay là cái gì đó. Thì em dùng những cái đó để áp lực tâm lý khách hàng. Có một số trường hợp tụi em cũng có những cái lời nói khó nghe. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản, tạm giữ 15 đối tượng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Đến đây thì chúng ta đã biết là những cuộc gọi đòi nợ bất lịch sự, đòi nợ theo kiểu bôi nhọ người khác trên mạng xã hội đã bắt nguồn từ đâu. Có thể hiểu đơn giản như thế này ạ. Người cần tiền đến vay ở công ty tài chính hoặc là ngân hàng nhưng mất khả năng chi trả. Những khoản nợ xấu này sẽ được bán cho một công ty khác dưới danh nghĩa hợp đồng tư vấn luật. Người của công ty vì áp lực và vì khoản hoa hồng hậu hĩnh mà dùng mọi cách để đòi nợ, thậm chí là gọi điện đe dọa cho cả những người không liên quan. Theo luật đầu tư năm 2020, kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Hành vi lách luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt cần phải được xử lý nghiêm. Thương mại điện tử, khái niệm này đang dần trở nên gần gũi với nông dân, nhất là sau đại dịch COVID-19, thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi. Nông dân đã biết đưa nông sản lên các kênh online. Dù chưa có thống kê cụ thể về lượng nông sản được tiêu thụ bằng hình thức này, thế nhưng thực tế thì nông sản Việt Nam đang dần được phủ sóng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã có những nông dân tiên phong như thế. Và câu chuyện ở Khánh Hòa sẽ giúp cho bà con có thêm góc nhìn rộng hơn về vấn đề này. Bây giờ ngay cả khi mua một ít trái cây hay là một mớ rau thì không phải ai cũng ra tận chợ như thế này. Với một chiếc điện thoại thông minh thì người tiêu dùng vẫn có thể mua hàng trực tuyến. Đây cũng chính là một trong những lý do mà nông dân đã bắt đầu tiếp cận với các kênh bán hàng nông sản trực tuyến, nông sản đã lên sàn thương mại điện tử. Những du khách này từ thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nơi mà họ không bỏ qua khi đến Cam Lâm, Khánh Hòa, chính là nơi bán những sản phẩm chế biến từ xoài. Trực tiếp thưởng thức hương vị của xoài qua những miếng xoài sấy hay thức uống gắn liền với xoài.
Tất cả đúng như những thông tin mà trước đó du khách đã được biết qua sàn thương mại điện tử hoặc qua những trang web Facebook giới thiệu về xoài cam lâm. Tôi thấy là dễ tìm kiếm, với lại mình dễ lựa cái sản phẩm trên đó. Mua bán online thúc đẩy cho nền kinh tế địa phương rồi nó phát triển. 2 năm trước, Đặng Thế Truyền cùng những bạn trẻ đã khởi nghiệp ngay tại vùng quê Cam Lâm, Khánh Hòa, từ nỗi trăn trở làm thế nào chấm dứt cảnh xoài ứ động rớt giá. Vùng xoài Cam Lâm lớn nhất Nam Trung Bộ với diện tích 6.000 hecta, mỗi năm cho sản lượng đến 40.000 tấn. Xoài tươi không tiêu thụ hết, được thu mua chế biến thành xoài sấy và được đưa ra thị trường theo một cách khác hẳn những nông dân lâu nay. Xoài sấy được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmark và các kênh bán hàng trực tuyến khác. Người ta sẽ lướt điện thoại, lướt iPad, lướt những cái trang công nghệ để người ta mua sắm và tiêu dùng. Thì bây giờ cái sản phẩm nông nghiệp cũng nên đưa lên những cái sàn thương mại điện tử, lên những nền tảng công nghệ để mà tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, thì nó đạt cái hiệu quả và doanh thu tốt hơn. Mỗi tháng, Cam Lâm Online phối hợp với cơ sở chế biến xoài sấy thu mua từ 40 đến 50 tấn xoài tươi, chế biến ra từ 10 đến 15 tấn xoài sấy. Quan trọng hơn là giảm bớt gánh nặng đầu ra cho các nhà vườn trồng xoài vốn lâu nay chỉ bán xoài tươi qua các thương lái. Có được điều này, một phần không nhỏ là nhờ đa dạng kênh tiêu thụ, trong đó có việc đưa mặt hàng xoài lên sàn thương mại điện tử. Hội nông dân huyện đã phối hợp với bưu điện của huyện đưa được 7 sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử. Cái việc mà đưa lên sàn này thì rất nhiều khách hàng biết được nhiều cái sản phẩm. Làm ra nông sản chất lượng và đưa ngay nông sản lên sàn thương mại điện tử, giờ thì những nông dân ở vùng xoài Cam Lâm đã biết là cần phải thay đổi như vậy. Và chỉ có thay đổi, thích ứng với thị trường thì giảm được cảnh bấp bênh đầu ra nông sản. Việc đẩy mạnh bán hàng qua sàn thương mại điện tử đã mở ra nhiều cơ hội để nông sản vươn xa hơn ra thị trường. Bởi thứ nhất, nó giúp xóa đi khoảng cách địa lý để thương hiệu nông sản đến được với nhiều người tiêu thụ hơn. Và thứ hai là tăng thêm kênh tiêu thụ nông sản thay vì chỉ phụ thuộc vào bán trực tiếp như trước đây. Tuy nhiên, để những người sản xuất nông nghiệp tham gia vào các sàn thương mại điện tử thì vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ. Dừa xiêm trồng ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho nước ngọt có tiếng. Thương lái ở xa vẫn tìm đến để mua gom dừa tươi. Năm ngoái, dừa Ninh Đa được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmark. Tại vùng trồng dừa này, Hội nông dân tổ chức kết nối những người trồng dừa, tổ chức tập huấn để nông dân hiểu lợi ích khi đưa dừa xiêm Ninh Đa lên sàn thương mại điện tử. Thế nhưng máy móc hoặc là cái nói chung lớn tuổi rồi, cũng không có tiếp cận khoa học kỹ thuật nắm bắt nữa, cũng chưa có hoàn chỉnh. 70 hecta dừa xiêm Ninh Đa cho sản phẩm mỗi năm hàng ngàn trái. Người trồng dừa vẫn chuộng kiểu bán dừa ngay tại vườn. Dừa thu mua chịu công hái dừa. Chính sự thuận tiện này mà người trồng dừa chưa mặn mà với thương mại điện tử. Người ta thích ở đâu thì mua chỗ đó, nó nhanh gọn hơn là thí dụ như là mua trên sàn rồi đóng gói rồi lại chuyển tới thì nó hơi lâu. Đây chỉ là một trong những rào cản khiến cho việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử gặp nhiều trắc trở. Thói quen buôn bán qua thương lái, khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế nên không phải nông dân nào cũng mạnh dạn tham gia giao dịch qua sàn thương mại điện tử. Nông sản thì nó có cái đặc thù là mùa vụ. Khi mà thiết lập được cái hệ thống trên bán trên sàn thì đòi hỏi thì người bán cũng phải liên tục ở trên sàn. Nhưng mà nông dân thì cứ hết mùa là nghỉ. Như vậy thì nó cũng là làm cho cái cổng của người nông dân ít người qua. Năm ngoái, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bưu điện tổ chức 25 lớp tập huấn kỹ năng bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Hiện đã có gần 400 sản phẩm các loại của nông dân Khánh Hòa đưa lên sàn thương mại điện tử và cũng đã có hơn 1.200 tấn nông, thủy sản được tiêu thụ, ký kết hợp đồng thông qua sàn thương mại điện tử Postmark. Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ nông sản mà còn cung cấp những thông tin hữu ích về thị trường để nông dân điều chỉnh sản xuất. Chính vì vậy, năm nay, dự kiến, Hội Nông dân Khánh Hòa phối hợp Bưu điện mở thêm các lớp tập huấn kỹ năng mở gian hàng và bán hàng trên sàn thương mại điện tử để nông dân dần thay đổi cách đưa nông sản ra thị trường. Bây giờ là 18:30, cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng miền Tây hôm nay của VTV Cần Thơ. Bản tin tiếp tục với những tin tức chính trị xã hội quan trọng từ chị Mỹ Ngọc. Cảm ơn chị Phương Uyên. Thưa quý khán giả,
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Bất chấp những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, các hoạt động ngoại giao nghị viện từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 diễn ra sôi động, mang lại kết quả tốt đẹp, để lại dấu ấn đặc biệt quan trọng về một Quốc hội Việt Nam đổi mới, trí tuệ, năng động và trách nhiệm. Hoạt động đối ngoại đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ngoại giao Việt Nam hiện đại, thời đại Hồ Chí Minh, hun đúc từ truyền thống, bản sắc và văn hóa dân tộc, mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Quốc hội sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng về công tác đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, trong đó chú trọng vị trí, vai trò đối ngoại Quốc hội. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày ra đời bản đề cương về văn hóa Việt Nam, sáng nay, Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, khởi nguồn và động lực phát triển đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo nối cầu trực tuyến với 63 tỉnh thành. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và chủ trì hội thảo. Tháng 2 năm 1943, đề cương về văn hóa Việt Nam được Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được ví như tuyên ngôn cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng. Bản đề cương đã thức tỉnh, khích lệ văn sĩ trí thức và toàn dân đồng lòng đi theo cách mạng, bám sát ba nguyên tắc: dân tộc, đại chúng, khoa học, đưa văn hóa trở thành một mặt trận bên cạnh chính trị và kinh tế. Bên cạnh phân tích ý nghĩa, giá trị của đề cương, hội thảo còn kiến nghị giải pháp tạo bứt phá cho phát triển văn hóa, đóng góp vào sự kiện, sự nghiệp đổi mới và hội nhập đất nước, bao gồm hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần triển khai thắng lợi mục tiêu được đặt ra tại Đại hội 13 của Đảng. Hôm nay tại Cần Thơ đã diễn ra hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung nhấn mạnh giải pháp khắc phục thiếu phòng học, thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Với đặc trưng sông nước kênh rạch, hệ thống mạng lưới trường học vùng đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ tư trên toàn quốc. Quy mô cơ sở giáo dục trung học phổ thông còn nhỏ, chưa xứng với tiềm năng và nhu cầu của gần 1 triệu học sinh cấp trung học cơ sở. Đại biểu một số tỉnh đề xuất để phục vụ mục tiêu phân luồng 70% học sinh cấp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông cần có sự quan tâm đầu tư hơn nữa. Tỷ lệ sinh viên đại học cao đẳng của vùng mới đạt 8,8%. Vì vậy còn phải nỗ lực nhiều để cải thiện chỉ số này, đồng thời cải thiện tỷ lệ quy động trẻ đi học đúng độ tuổi. Giải pháp được chú trọng là tiếp tục đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, lấy học sinh làm trung tâm, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, đặc biệt là phát huy nguồn lực của mỗi địa phương là điểm tựa quyết định chất lượng giáo dục đào tạo. Vỏ cây tràm và bẹ chuối khô thường dùng để làm gì? Ngoài chuyện để làm vật liệu đốt, dây buộc hoặc bỏ đi, thì có lẽ nhiều người sẽ khó để có ngay câu trả lời. Thế nhưng ở góc nhìn của những người họa sĩ thì đó lại là nguồn nguyên liệu độc đáo để làm tranh. Ở miền Tây mình thì có khá nhiều họa sĩ đang theo đuổi dòng tranh từ vỏ cây khô. Và đây chính là một vài tác phẩm như thế. Chất liệu khô khan nhưng qua bàn tay của những người nghệ sĩ thì vỏ tràm và bẹ chuối khô đã trở thành những bức tranh sống động, điểm tô thêm cho cuộc sống những sắc màu mới. Đây là nơi anh Nhân thường đến để tìm chất liệu làm tranh. Bẹ chuối khô không có nhiều màu nên phải tìm lâu và kỹ mới được như ý. Công đoạn làm tranh cũng tốn không ít công sức và thời gian vì cần có cảm hứng sáng tác, khéo tay và kinh nghiệm. Chậm rãi từng chút một, những miếng bẹ chuối khô rồi cũng vào đúng vị trí, bố cục, tạo nên những mảng màu sáng tối. Bẹ chuối thật ra nó cũng chỉ có 2-3 màu thôi. Mà cái màu đó thì nó theo cái lòi chuối, mình vận dụng cái màu đó để mình làm thành một cái bức tranh tổng thể thì nó không hề đơn giản. Ngoài ra thì cái tính bền chắc của cái bẹ chuối, khi mình áp dụng thể loại xé dán thì mình xé rất là cực. Còn đây là nơi biến những thô ráp của vỏ tràm khô thành đường nét mềm mại của nghệ thuật. Là cán bộ hưu trí sống tại thành phố Cần Thơ, suốt mười mấy năm nay, ông Hà Văn Thường tìm thấy niềm vui từ công việc không lời mà nhiều ý này. Vật chất vô tri, chỉ có tương phản đậm nhạt, nhưng qua đôi tay kiên nhẫn và góc nhìn đầy tâm huyết của người nghệ nhân lại bừng lên những đường nét thi dị. Bởi cái tông màu này,
Mình làm cảnh vui á, nó khó hơn cảnh buồn. Nhưng mà buồn không phải là buồn mà bi lụy, buồn mà nó thi vị chút. Thì mình phải tạo cái thi vị cho nó. Mặc dù cái màu sắc á, nếu người ta nghĩ ra được thì người ta nghĩ đó là cái cảnh có hồn. Nhưng mà nghĩ không ra nói buồn chết. Tùy, yeah. Tùy theo cái cảm nhận của người ta nhìn tranh. Vậy thôi. Không chỉ khó làm mà tâm ý của người họa sĩ truyền tải trong mỗi bức tranh từ vỏ tràm, bẻ chuối đôi khi không phải ai cũng có thể hiểu. Đó cũng là lý do khiến dòng tranh này dù mới lạ và hấp dẫn vẫn có phần kén khách. Nhưng cũng như tác phẩm của mình thường không rực rỡ bắt mắt, những người nghệ nhân làm tranh từ vỏ cây khô vẫn miệt mài làm đẹp cuộc sống bằng những gì mộc mạc nhất. Cái bẻ chuối nó thân thương, nó gần gũi, ai cũng biết tới nó. Mà mình khi mình đưa nó vào nghệ thuật như vậy thì nó sẽ mang được cái hồn của cái vùng đất này. Cái món ăn tinh thần đôi khi nó nuôi người ta còn hơn là những cái món ăn vật chất. Bên ta nó vui sống mà, cho nên khi mình làm thì mình cảm thấy mình thích. Thì từ đó mình làm ra tranh, mình cảm thấy mình có gửi hồn trong một tí. Bởi mới thấy sức sáng tạo của con người là vô hạn, và sự sáng tạo ấy lại mang đến lợi ích vẻ đẹp cho cộng đồng thì còn đáng trân quý hơn. Và những tác phẩm độc đáo vừa rồi cũng đã kết thúc miền Tây hôm nay buổi chiều của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.